Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là một tử nhân lành. Một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là một tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là một tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cách đây vào năm khoảng năm 2013, khi tôi bắt đầu sang Roma để học, thì cha bề trên cả của tôi ngày dắt tôi vào thăm trường Gregoriana, trường của dòng tên, các cha dòng tên, để giới thiệu nơi mà tôi sẽ vào học. Thì cha bề trên cả ngày chỉ cho tôi những bức tranh trên tường. Ngài nói: Con thấy đó, những cái trường đại học khác, người ta trưng hình những người thành công trong cuộc sống mà tốt nghiệp trường của họ, những người vĩ đại trong cuộc sống. Những trường khác người ta trưng hình các vị giáo hoàng đã từng học ở trường của họ, các vị giám mục hồng y đã từng học trường của họ. Nhưng con để ý những bức tranh trên tường của cái trường này là ai? Thưa, là các thánh đã học trường của họ. Họ không trưng hình hồng y, giáo hoàng hay bất cứ ai ngoài những vị thánh. Và Ngài nhắn nhủ tôi rằng đó là ơn gọi của mỗi chúng ta, là nên thánh. Nên thánh nghĩa là người theo được gót của Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, có thể chết vì đoàn chiên. Và nơi đây là những người mà đào tạo ra những người sẵn sàng chết vì đoàn chiên của họ, như là đấng sáng lập nhà dòng của con. Đó là lời nhắn nhủ mà tôi nghĩ tôi phải nhớ và học hoài và ghi nhớ hoài cho đến ngày hôm nay, thưa anh chị em. Và tôi nghĩ hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu, ơn gọi làm linh mục tu sĩ. Chúng ta cũng suy tư một chút về cái ơn gọi này. Có lẽ trong cuộc đời của tôi được diễm phúc gặp rất là nhiều người mà chính họ là thầy dạy của đời tu của mình. Lễ Chúa Chiên Lành làm tôi nhớ, luôn luôn nhớ đến một nữ tu, sơ ấy tên là Sơ Nguyệt Bạch, của dòng Chúa Chiên Lành luôn anh chị em. Sơ sau năm 75 sơ sang Hoa Kỳ, sơ định cư, sơ đi tu, rồi sau đó sơ về Việt Nam. Sơ đồng hành với những người thiếu nữ cơ nhỡ gặp khó khăn để giúp cho họ có công ăn việc làm, cùng với chị em trong nhà dòng của mình giúp đỡ cho họ. Và tôi đã gặp sơ từ những năm 2003-2004, khi tôi trở về, sau khi đi học trở về. Và dĩ nhiên là cũng có rất là nhiều người phụ nữ cơ nhỡ khó khăn bị bệnh đó, bị nhiễm HIV, được sơ giúp để có chỗ học, có nghề nghiệp. Và nhà dòng của sơ ngày hôm nay vẫn còn như thế anh chị em. Tôi còn nhớ khi tôi ở Thái Lan đó, dòng của sơ đi đến giúp những cô gái mại dâm, là những người hành nghề ở Pattaya đó, cái nơi du lịch tình dục đó,
Rồi họ đem những người chị em đó về để giúp cho họ có nghề mới, để họ có thể đổi nghề, không còn sống cái nghề đó nữa. Người thứ hai mà tôi cũng học được rất là nhiều là thầy bề trên của tôi khi tôi ở Ấn Độ. Tối hôm đó chúng tôi được tin là có một người bệnh nhân ở ngoài làng mà đang cần giúp đỡ. Thì người bệnh nhân dĩ nhiên là bệnh nhân nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS cuối đời đó anh chị em. Thì chúng tôi chạy xe Jeep tới. Khi mình chạy xe Jeep tới thì thấy họ nằm ở đó và đám đông bu lại. Và anh chị em biết người ta đổ xăng lên cái người đó và chuẩn bị đốt anh ta. Và thầy của tôi nhào vào chụp cái người đó, không cần biết gì hết. Anh chị em biết bệnh nhân AIDS thời bây giờ là họ lở loét đầy người hết, họ không có thuốc như ngày hôm nay. Nhào vào ôm người đó lên và kêu tôi chạy vào giúp. Thì tôi lúc đó cũng là học trò nhỏ xíu, anh chị em mới hai mấy tuổi, cũng chạy theo chỉ ôm cái chân người đó thôi, vứt người đó lên xe, đúng nghĩa là vứt luôn đó, đẩy lên xe, xe Jeep đó anh chị em. Xong rồi chạy, mà người ta ném đá sau lưng mình, người ta rùa theo người ta ném đá. Và chúng tôi vừa thoát được khỏi chỗ đó là thầy cười hả hê, nói trời ơi mình thoát rồi. Thầy không bao giờ có một cái sự tức giận nào hết về những cái biến cố khó khăn, mà niềm vui lớn nhất của thầy đó là cứu được một người sống được. Nhưng cái mà làm cho tôi cảm thấy hãnh diện là những người ở thành phố Bangalore, nơi đó đó, nơi tôi ở đó, người ta nói thầy là thiên thần của đường phố. Nghĩa là chuyên đi lượm những người mà gần chết rồi, đem về để chăm sóc họ, để nuôi dưỡng họ. Rồi cuối cùng tôi và thầy đều bị trục xuất khỏi nước Ấn Độ. Cho tới ngày hôm nay vẫn chưa xin visa vào Ấn Độ được. Mỗi lần đi họp bên đó tôi không xin được. Tại vì người ta khám phá ra tôi ở đó, ngoài việc đi học mà tôi cũng đi truyền giáo với thầy. Nên ngày tôi khấn 25 tháng 5 năm 1999, tôi khấn lần đầu là năm nay đúng 25 năm đó anh chị em. 25 tháng 5 1999 khấn xong, ngày hôm sau bị trục xuất khỏi đất nước vì tội truyền giáo. Người ta không cho visa nữa, phải ngủ ở ngoài phi trường để chờ tìm một nơi khác để đi đó. Ngủ đêm không có một cái gì trên người hết, ngoài bộ đồ thôi, không còn cái gì đi theo mình. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi học được từ thầy Luca, thầy bề trên của tôi, một người thiên thần của đường phố. Người thứ ba mà tôi chia sẻ với anh chị em là ở Việt Nam, cha Nguyễn Viết Chung của dòng Vinh Sơn. Cha trước kia là đạo Phật và cha tham gia lớp dự tu dòng Camilo với tôi năm 1992. Lúc đó cha chưa theo đạo, tôi nhớ không lầm, và cha đang làm bác sĩ ở Bến Sắn, ở nơi trại phong Bến Sắn. Và khi cha tham gia lớp dự tu thì dĩ nhiên vì cha chưa theo đạo nên cha không tham gia dòng tôi được, nhưng cha lại được các cha dòng Vinh Sơn nhận chàng. Cha đi học giáo lý ở với các cha dòng tên, và sau khi cha chịu chức, cha vẫn tiếp tục là bác sĩ giúp cho bệnh nhân HIV, bệnh nhân phong ở trên vùng miền núi ở Kon Tum. Và có một lần cha tâm sự với tôi là mình không biết mình sống được bao lâu. Thì dĩ nhiên lúc đó cha gần chết, cha bị bệnh rất là nặng, và căn bệnh của cha làm cho cha không thể uống thuốc được. Tại cái thuốc, cha vừa bệnh gan và vừa bị thêm một cái bệnh nữa. Khi giúp bệnh nhân phong, là anh chị em biết bị bệnh gì, thì cha không thể uống thuốc vì cái thuốc đó nó phá gan của cha. Và dĩ nhiên là sau đó cha qua đời. Thì cha hay gặp tôi tâm sự mỗi lần cha đi xuống dưới Sài Gòn. Và đó là một trong những người mà tôi ghi nhận cái sự quả cảm của Ngài âm thầm và sống vì đoàn chiên. Và người cuối cùng là Đức Hồng Y Michael Czerny, là vị linh mục mà được gọi làm Hồng Y khi đang làm linh mục. Ngài là phụ tá của Đức Hồng Y Tucson khi Đức Hồng Y Tucson thay thế cho Đức Hồng Y Thuận khi Đức Hồng Y Thuận mất ở bang Công lý Hòa Bình. Và anh chị em biết, khi mà ở bên Nam Mỹ đó anh chị em, một bề trên của cộng đoàn của dòng tên bị bắn, bị ám sát chết. Và người ta không biết tìm ai để thay thế vì nơi đó quá nguy hiểm. Và vị Đức Hồng Y Michael Czerny lúc đó làm linh mục, Ngài đã đến để làm bề trên ở cộng đoàn đó.
can đảm đến ở đó. Và sau khi Ngài làm bề trên xong rồi thì Ngài qua châu Phi, Ngài ở với người nghèo ở vùng, ở nơi người khu ổ chuột ở Kenya. Và khi Ngài ở vùng đó rồi thì Ngài lo cho rất là nhiều trẻ em và người bị bệnh. Và khi mà tôi được gặp Ngài lần đầu tiên ở bên Thụy Sĩ, khi chúng tôi được mời họp ở Tổ chức Y tế Thế giới đó anh chị em, Ngài gặp tôi thì chúng tôi chỉ chia sẻ những khó khăn trong một vụ thôi. Tôi ở Việt Nam, Ngài ở bên Kenya. Và sau khi Ngài nghe bài chia sẻ của tôi xong, Ngài chạy tới trước mặt tôi, Ngài làm dấu thánh giá trên trán của tôi, can đảm lên con, Chúa chúc lành cho con. Và từ đó chúng tôi thân nhau cho đến ngày hôm nay. Mà hôm nay Ngài, khi mà Ngài được mời gọi làm hồng y đó, Ngài từ chối. Ngài nói tôi già rồi. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng thuyết phục Ngài nhận, Ngài làm hồng y. Rồi sau đó, ngày hôm sau làm hồng y thì chiều hôm trước chịu chức giám mục để hôm sau nhận nón hồng y. Và khi Ngài làm hồng y rồi, Ngài đẽo cái gỗ của cái thuyền của người tị nạn đó. Ngài đẽo, Ngài xin cái miếng, cái thuyền của người tị nạn từ châu Phi sang đó, họ bị lật. Rồi người ta chết hết đó. Xong rồi Ngài lấy cái miếng mảnh gỗ của cái thuyền đó, Ngài đẽo thành cái thánh giá của hồng y, đeo trên trước ngực của mình. Đẽo thành thánh giá, không phải là thánh giá bằng vàng, bằng gì đẹp, kim cương hay gì đó, bằng ngọc hay gì, nhưng mà là thánh giá bằng gỗ của chiếc thuyền của người tị nạn bị chết trên đường đi sang châu Âu. Và Ngài rất là thương những người nạn nhân, người tị nạn, đặc biệt là người Việt Nam anh chị em. Ngài hỏi thăm chúng tôi hoài về cái tình hình của người tị nạn của người Việt Nam, rất yêu thương người Việt Nam. Tại sao tôi kể với anh chị em những gương đó? Thưa anh chị em, nói như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngày hôm nay một cái cây ngã nó kêu to hơn cả một khu rừng cổ thụ đang sống. Đúng không ạ? Mình vô rừng mình nghe một cái cây bị đổ ngã, kêu cái xoạt, và cả rừng có thể nghe, chỉ một cây thôi. Mình nghĩ đó là một cây, đó là cả một khu rừng, nhưng chỉ một cây mà thôi. Chúng ta bị nghe rất nhiều những tin dữ, tin xấu, tin scandal về yếu đuối của linh mục, của tu sĩ. Nhưng chúng ta ít nghe về những tấm gương của những con người kiên định, kiên trì, sống và chết cho Chúa và cho tha nhân. Và những gương con người đó ngày hôm nay vẫn còn, vẫn âm thầm, vẫn chiến đấu cho sự sống của tha nhân, của người khác. Và họ không màng đến chính mạng sống của họ. Và tôi nghĩ những người đó làm được điều đó vì cái gì? Thưa, họ đã được chạm. Chúng tôi là những người mà được hiểu là họ phải được chạm bởi Chúa. Và khi Chúa chạm vào họ, Chúa gọi họ ra đi. Họ ra đi không màng bất cứ điều gì khác hết ngoài đáp trả lại tiếng gọi đó. Dĩ nhiên trong hành trình của tiếng gọi đó, họ đối diện với rất nhiều yếu đuối của bản thân họ. Nhưng chính cái đó làm nên thập giá của cuộc đời họ, để họ từ bỏ. Và theo Chúa chiên lành, chiên lành ở đây là cái từ dịch sai đó anh chị em. Người chăn chiên, người mục tử đẹp, người mục tử nhân lành, là cái từ gốc của nó là người mục tử đẹp, sống đẹp. Đẹp ở đây là gì? Là cái nét đẹp của một người xả thân cho đoàn chiên của mình. Xả thân cho đoàn chiên của mình. Mà để làm được điều đó, người đó phải liên lỉ nghe được tiếng gọi của Chúa. Và để biết được Chúa mỗi ngày một sâu hơn, một mãnh liệt hơn để đáp trả. Nhưng cũng vì thế, đôi khi mình nghe lộn, nghe tiếng của người khác mà tưởng là tiếng của chủ chăn. Đôi khi mình nghe lộn, mình nghe tiếng ảo giác của mình, tiếng của cái tôi của mình to hơn tiếng của Chúa. Đôi khi mình nhìn nhầm hình ảnh của Chúa thành hình ảnh của cái gì đó khác. Do đó tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi là những người lựa chọn con đường này, để tiếp tục có thể lắng nghe tiếng Chúa và đáp trả tiếng Chúa một cách quyết liệt.
và có thể sống là một người mục tử yêu thương đoàn chiên vô điều kiện, không màng đến mạng sống của mình. Và như thế tôi cũng mời gọi anh chị em suy tư về cuộc đời của chúng ta. Yêu là vô điều kiện. Yêu là vô điều kiện. Sở dĩ chúng ta còn gặp nhiều khó khăn trong tình yêu là vì mình còn có điều kiện của tình yêu. Đúng mà. Nếu mình còn điều kiện của tình yêu, nghĩa là chúng ta vẫn có cái mệnh đề nếu thì, nếu thì. Và mệnh đề nếu thì đó làm chúng ta không có tự do một cách hoàn toàn để đến với người mình yêu. Thứ hai, yêu nghĩa là nghe và biết được nhau. Mà chúng ta càng ngày càng khó nghe khi chúng ta nói những từ khó nghe với nhau. Đúng không ạ? Nhiều khi một mục tử không nói cái lời dễ nghe cho đoàn chiên, chiên không nghe bỏ chạy hết. Nghe nó chói tai quá. Nhiều khi trong gia đình vợ chồng nói những từ khó nghe với nhau, nghe không được nên bịt tai lại. Mà ngày hôm nay dễ bịt tai lắm anh chị em. Chỉ cần bỏ cái phone lên thôi, rồi phủi tóc xuống, người nào có tóc dài phủi tóc xuống thì chấp nói cỡ nào cũng không cần phải nghe. Đúng rồi. Nên do đó ngày hôm nay việc lắng nghe càng ngày càng khó vì chúng ta không còn đối thoại với nhau những lời mà để có thể nghe được nhau nữa. Thứ ba là biết. Yêu vô điều kiện, nghe và biết. Tình yêu đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu biết nhau. Như Chúa biết chúng ta. Và Chúa mời gọi chúng ta biết Chúa. Nhưng mà cái biết đó của con người rất lạ anh chị em. Khi mình nói mình biết một người là mình không biết người đó. Đúng không? Mà mình hay vinh váo với người khác. Tôi biết người đó quá rồi. Tại sao vậy? Vì mình dùng cái não trạng, cái hiểu biết trong quá khứ của mình để mình dán nhãn lên một người. Mình cho rằng tôi đã từng sống, từng ở với người đó, tôi biết người đó qua rồi. Thưa không, tôi từng chia sẻ với anh chị em đó, không ai biết được 5 phút sau khi bước ra khỏi nhà thờ này mình sẽ làm gì. Không ai biết được. Không ai biết được 5 phút sau khi khỏi nhà thờ này mình sẽ phạm tội gì. Không ai biết được. Mà nếu mà mình nói mình biết người đó, nghĩa là mình đặt mình vào trong vị trí của Chúa. Mình tìm hiểu biết mỗi ngày một nhiều hơn về người mình yêu, đòi hỏi mình phải học rất nhiều. Học để nghe được người đó và học khiêm tốn để nói với mình rằng ngày mai của người ấy nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Ngày mai của người ấy nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Ngày mai của tôi nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Vì khi tôi bệnh, tôi sẽ có thể trở thành con người khác. Khi tôi vui, tôi có thể sẽ trở thành con người khác. Khi tôi mất mát, đau đớn, tôi có thể trở thành con người khác. Vậy khi tôi khiêm tốn hiểu được rằng tôi phải học biết tôi, biết người tôi yêu, biết Chúa là để cho Chúa soi sáng con người tôi. Chúa dùng hiểu biết của Chúa để giúp tôi hiểu biết tôi và hiểu biết hơn người tôi yêu mến. Và khi hiểu biết hơn, tôi sẽ yêu mến hơn. Chúa yêu mến chúng ta vì Chúa biết chúng ta. Mà Chúa biết chúng ta qua tình yêu mà Chúa dành cho Chúa Cha. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta yêu mến Chúa để dùng cái tình yêu mình có với Chúa, cái hiểu biết mình có về Chúa đến với người mình yêu thương. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho các mục tử của Chúa cũng học yêu mến Chúa và biết Chúa mỗi ngày. Không phải chỉ là làm linh mục là mình biết hết đâu anh chị em. Phải học mỗi ngày cho đến chết về Chúa, để hiểu biết của họ về Chúa, của chúng tôi về Chúa sẽ là đời sống phục vụ và dâng hiến của chúng tôi cho đoàn chiên của mình. Amen.